Xin chào mọi người ha. Tối hôm nay mình giới thiệu tiếp tục đến mọi người cái con laptop Net mã B404 là mã mình đặt cho máy ha. Con này thì nó màu đen và cái Net thì nó cũng nhiều dòng mọi người. Net Lavier, Net Vet Pro, nói chung là tí nữa mình sẽ quay rõ ràng cái Net này cho mọi người xem. Bây giờ mình quay sơ cái vỏ trước đi. Vỏ thì màu đen và nó rất là đẹp luôn, không hề bị trầy xước hay cứng móp gì nha. Và nó gọn nhỏ lắm mọi người, phù hợp với lại mình bỏ cặp sách túi sách mang vác đi lại nè. Cái công tác làm việc văn phòng rồi đó là nó ok lắm. Này 12.5 inch mà mẫu full viền cho nên laptop rất là gọn luôn. Có những cái con 12.5 inch nhưng mà cái viền nó mỗi bên rộng chút, rộng chút, rộng chút, nhìn cái laptop nó to đùng mà. Còn cái này là nó gọn, tiện ha, 12.5. Cạnh đẹp nè. Cạnh bên này nó cũng đẹp, sạch sẽ. Và đây ngõ sạc là sạc tai si nha. Này là thẻ nhớ nè, HDMI, USB, USB, tai nghe. Và đây là cái mạng LAN á mọi người. Nhấn vô là nhấn vô đẩy xuống là nó ra cái mạng LAN nè. Đó. Và nhấn vô lại là nó gọn, gọn lại như thế này. Bây giờ vô bên trong mình sẽ quay rõ ràng hơn. Màn hình đây mọi người 12.5 inch ha. Cái mẫu full viền nè, nhìn nó gọn. Webcam phía dưới này. Đây là WebSafe Pro ha. Thì nó cũng giống, nó gần tương tự như nhau. Phím này thì mình thấy là cũng tương đối sạch sẽ nè, nó hơi bóng nhẹ đã qua sử dụng nhưng mà không có bị trầy trắc gì hết, nhìn như vậy cũng khá là sạch sẽ. Có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế ha, dán vào là gõ kiểu quốc tế ok nè. i5 Gen 8 đẹp, bàn ra chuột đẹp, góc cạnh đẹp, nói chung là máy này là nó tương đối đẹp đó mọi người. Từ trong ra ngoài màn cũng đẹp nha, pin nó tầm 3 giờ ha. i5 Gen 8 nha mọi người, đây nè, Gen 8. Cái Gen 8 này là 8GB, là đây là dòng chip mà tiết kiệm năng lượng trên những cái dòng mỏng, gọn, dòng nhẹ, dòng nhỏ rồi đó, nó hay có cái này, vẫn là thế hệ 8 nha. RAM 8GB, SSD là 128. Này thì zin nó về là dòng WebSafe Pro thì nó 128 nha. Dòng Lavier thì thường thường nó 256. Nó như vậy nhưng mà tiền nào thì của nấy thôi, mà mọi người có thể nâng cấp SSD lên 256, 512 1T dễ dàng. Màn là đẹp, không có bị phản quang, không có gì hết ha. Nhưng mà mọi chức năng là hoàn hảo hết. Và mình báo giá mọi người cực kỳ rẻ thôi. Văn phòng rồi làm việc rồi mà đem cái con máy vừa gọn vừa sạch đẹp nữa. Giá chỉ có 3 triệu thôi. Ai chốt có thể inbox mình, máy kèm sạc zin. Mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code nha. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều. 12.5 inch nó gọn, nó bé tí mọi người.